Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần 6 chuỗi video nhớ nhanh 214 bộ thủ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhóm bộ thủ nhà ở. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu bộ lý, có nghĩa là làng, quê hương. Phân tích bộ lý ta có bộ điền, có nghĩa là ruộng, bộ thổ, có nghĩa là đất. Vậy cổ nhân cho rằng quê hương là vùng đất rộng lớn và có rất nhiều ruộng đất. Tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu bộ kỷ. Hình mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh của một cái bàn trà cổ. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh để chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ một nét nằm ngang để biểu thị cho mặt của bàn trà. Tiếp đến cổ nhân vẽ hai nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho chân của bàn trà. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ kỷ, có nghĩa là bàn trà nhỏ. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ môn. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ những nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho hai cánh cửa. Tiếp đến cổ nhân vẽ hai nét tiếp theo để biểu thị cho khung và thành cửa. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ môn, có nghĩa là cửa hai cánh. Đây là bộ môn phồn thể. Sau này để tiện cho quá trình viết, cổ nhân đã viết nó dưới dạng như sau. Lúc này nét nhỏ mà bạn đã nhìn thấy biểu thị cho cái chuông treo ở trước cửa. Còn hai nét tiếp theo biểu thị cho khung cửa. Đây cũng chính là cách để hình thành bộ môn giản thể. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ dậu. Hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy là ngày sơ khai ban đầu của một cái bình đựng rượu ngày xưa. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ một nét nằm ngang biểu thị cho nắp của bình rượu. Tiếp đến cổ nhân vẽ hai nét mà bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho cổ của bình rượu. Tiếp đến cổ nhân vẽ hình như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho phần thân của bình rượu. Và vẽ nét cuối cùng để biểu thị cho rượu ở trong bình. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ dậu. Đầu tiên cổ nhân dùng bộ dậu để chỉ bình đựng rượu, nhưng theo thời gian nó được cổ nhân dùng để chỉ ngôi thứ 10 trong địa chi. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ cao. Hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy là ngày sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân dùng bộ chấm đầu để biểu thị cho đỉnh nhà xây trên cổng thành. Tiếp đến cổ nhân dùng ba hình vuông để biểu thị cho cửa thành. Cuối cùng cổ nhân vẽ nét như các bạn đã nhìn thấy để biểu thị cho cổng thành. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ cao, có nghĩa là cao. Đây là hình dạng bộ cao được cổ nhân sử dụng đầu tiên, nhưng sau này để tiện cho quá trình viết và ghi nhớ, cổ nhân đã biến đổi nó thành chữ mà các bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu bộ hộ. Hình ảnh mà các bạn nhìn thấy là ngày sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ cho nó nét ở bên trên, biểu thị cho thành phía trên của cửa. Tiếp đến cổ nhân vẽ nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho một bên cánh cửa. Cuối cùng cổ nhân vẽ nét thẳng đứng để biểu thị cho thành của cánh cửa. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ hộ, có nghĩa là cửa một cánh. Ngoài ra cổ nhân còn viết nó dưới dạng như sau. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ cữu. Hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh cổ xưa của một cây cối. Cổ nhân đầu tiên vẽ lại hình như các bạn đã nhìn thấy để biểu thị cho cây cối. Nhưng sau này trong quá trình giã cạo, cạo thường bắn lên trên, nên cổ nhân đã thiết kế cho nó mấy nét như trong hình để hạn chế cho việc cạo bắn lên trên, giúp cho quá trình giã cạo dễ dàng hơn. Và cuối cùng được bộ cữu như các bạn đã nhìn thấy. Bộ này có nghĩa là chỉ cây cối giã cạo. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ đẩu. Hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy là ngày sơ khai đầu tiên của nó. Vật này đầu tiên được cổ nhân sử dụng để đựng rượu, nhưng qua nhiều thời đại, nó lại được cổ nhân sử dụng để làm đơn vị đo lường lương thực. Sau đây mời các bạn cùng xem diễn biến của chữ này theo thời gian. Và cuối cùng được chữ như các bạn đang nhìn thấy. Đây cũng là bộ đấu, là dụng cụ để đo lường lương thực. Tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phẩu. Như các bạn cũng biết, thời xa xưa chưa có nhiều đồ đựng hiện đại như bây giờ. Cổ nhân chủ yếu dùng đồ sành để đựng đồ vật. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là ngày sơ khai ban đầu của nó. Nhìn vào chữ tượng hình các bạn có thể thấy, phần trên đầu này biểu thị cho nắp bình. Nét chính giữa biểu thị cho phần bên trong của bình. Nét nằm ngang ở giữa biểu thị cho thân bình. Và nét cuối cùng biểu thị cho đáy của bình. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ phẩu, chỉ đồ sành nói chung. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ miên. Hình mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn cùng xem cách của nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên của nhân vẽ một nét thẳng đứng, biểu thị cho nóc nhà. Tiếp đến cổ nhân vẽ nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho mái nhà. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ miên, có nghĩa là mái che, mái nhà. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ nghiễm. Như các bạn cũng biết, thời xa xưa khi chưa có nhà cửa, cổ nhân thường chọn những nơi vách đá có mái che để làm chỗ ở. Hình mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ cho nó một nét chấm ở trên đầu để biểu thị cho đỉnh của vách đá. Tiếp theo cổ nhân vẽ nét như các bạn nhìn thấy để biểu thị cho vách đá.
hợp lại tất cả với nhau ta được bộ nghiễm. Bộ này lúc đầu được cổ nhân sử dụng để chỉ chỗ sườn núi của mái che, nhưng sau này nó được sử dụng để chỉ mái nhà, chỉ những nơi rộng rãi. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ phụ. Bộ này được hình thành khi cổ nhân nhìn thấy cảnh đồi hay có đất, được người dân làm thành những ruộng bậc thang. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân vẽ một nét phẩy biểu thị cho đỉnh đồi hay có đất. Tiếp đến cổ nhân vẽ nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho từng bậc của ruộng bậc thang. Cuối cùng vì số lượng bậc thang quá nhiều, thế cổ nhân dùng bộ thập để biểu thị cho nó. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ phụ, có nghĩa là đồi hay gò đất. Ngoài ra cổ nhân còn viết nó dưới dạng như sau. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ ấp. Như các bạn cũng biết, thời xa xưa khi một người lập được công lớn, thường được vua vong cho đất và phong quan. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh của một người đang quỳ xuống tạ ơn vua vì đã ban cho mình một vùng đất. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cổ nhân dùng bộ khẩu để biểu thị cho phần đầu của người quỳ xuống. Tiếp đến cổ nhân vẽ nét như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho người quỳ xuống. Hợp lại tất cả với nhau ta được bộ ấp, có nghĩa là vùng đất vua ban cho quan. Ngoài ra cổ nhân còn viết nó dưới dạng như sau. Có bạn hỏi mình đó là biến thể của bộ ấp và bộ phụ rất giống nhau, làm sao có thể phân biệt được hai bộ này? Sau đây mình xin chỉ cho bạn cách phân biệt. Đó là bộ phụ khi ghép với chữ khác bộ khác, nó thường nằm ở vị trí bên trái. Còn bộ ấp khi ghép với chữ khác bộ khác thì nó thường nằm ở vị trí bên phải. Để xem được những video mới nhất, anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Tiếp theo, anh chị hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất mỗi khi có video mới tải lên. Và nếu anh chị muốn xem toàn bộ video thì hãy nhấn vào chữ tự học tiếng Trung. Sau đó anh chị hãy kích chọn vào phần video, hoặc cũng có thể xem ở đây. Và nếu anh chị muốn nhận thêm tài liệu thì hãy để lại Gmail bên dưới phần bình luận để em gửi tài liệu cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.